Đặng Quảng Audio Bắc Giang. Xin chào tất cả các anh em đam mê chơi âm thanh karaoke trên toàn quốc. Ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần thì Đặng Quảng nhận được rất nhiều đơn của các bác đã đặt hàng. Đấy, chủ yếu là các bác mua các sản phẩm như Đặng Quảng đã review và giới thiệu trước đó. Thì hôm nay Đặng Quảng sẽ quay lên cho tất cả mọi người cùng tham khảo và cho tất cả các bác khách đã đặt hàng tham khảo các sản phẩm của mình đã đặt nhé. Trong ngày hôm nay Đặng Quảng được 5 bác khách, được 5 bác khách mua ủng hộ chiếc vang số JBL KX180A xịn hàng mới nguyên thùng. Đây mọi người có thể biết đây là đây một cái thùng to của nó này. Trong một cái thùng to này thì nó chỉ có chứa cái 5 năm được 5 con vang KX180 mới thôi. Đấy. Thì hồi trong ngày hôm nay Đặng Quảng được 5 bác khách là ủng hộ mua hàng 5 cái chiếc vang này. Đấy, thì vang này nó là vang mới nguyên hộp. Cho nên là tất cả các bác khách mua hàng ấy thì Đặng Quảng đều có bắt là phải đặt cọc rồi thì mới khui thùng rồi mới setup. Bên cạnh có 5 bác khách đặt hàng cái chiếc vang KX180A này thì cũng có hai bác khách là mua đặt hai cái con vang Guitin GS820 dòng Siso. Đây. Này, vang mới nguyên thùng nha mọi người. Đấy. Trong mỗi thùng này cũng có 5 cái này mọi người này. Đấy, mới nguyên thùng đẹp long lanh luôn. Và có một bác khách là mua một chiếc vang số X12 Pro JD. Cái vang số X12 Pro JD thì đây mọi người cũng một thùng của nó có 5 cái. Đấy, tất cả đều là hàng mới nguyên thùng chính hãng và còn có rất nhiều nha mọi người. Đây. Đấy, thì đã quang lấy luôn một cái ra của bác khách này. Đây là cái chiếc vang số X12 Pro của hãng JD, hàng chính hãng này. Đấy. Cái này thì Đặng Quảng review rồi giới thiệu rất nhiều rồi. Đây là cái thùng của nó nha mọi người. Đây Đặng Quảng đến đây để tạm đây. Đấy, và hai bác khách là đặt hai con vang Guitin GS820 dòng Siso cao cấp do Siso sản xuất cho Guitin. Có thể nói như dòng Siso cao cấp đây. Con Guitin GS820 con này thì Đặng Quảng cũng đã review và test giới thiệu rất nhiều rồi. Các bác có thể vào xem các clip thì lát nữa Đặng Quảng sẽ quay sau. Chủ yếu hôm nay là Đặng Quảng được 5 bác khách là đặt cái con vang cao cấp vang JBL KX180A hàng xịn này. Đấy thì vừa đủ một cái thùng luôn, vừa đủ một cái thùng luôn. Đây là Quảng sẽ khui một cái thùng to cho tất cả mọi người. Đây là một cái nguyên thùng to mà nhập từ bên kia về này. Đây mọi người có thể thấy. Đó, hàng mới nguyên thùng luôn. Đẹp long lanh. 5 cái này vừa đủ gửi đi cho 5 bác khách đặt hàng hôm nay. Thì Đặng Quảng cũng xin cảm ơn tất cả các bác khách là đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ và mua hàng từ kênh bán hàng trên YouTube của Đặng Quảng. Đó, Đặng Quảng cũng tự hào là một kênh bán hàng uy tín với tất cả mọi người. Đối với các bác mà đã theo dõi Đặng Quảng từ lâu thì chắc chắn là đều biết những sản phẩm mà Đặng Quảng đã review, test và bán cho tất cả các bác. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy vang riêng là KX180A hàng xịn thì cái con vang này Đặng Quảng test này và review giới thiệu rất nhiều rồi. Đấy. Rồi thì lên các clip cho mọi người biết là phân biệt hàng xịn, hàng thật, hàng nhái như thế nào là lên hết rồi. Các bác nào muốn xem các cái clip test rồi các clip mà review thì có thể vào xem lại tham khảo. Còn hôm nay Đặng Quảng chỉ quay sơ qua là cái sản phẩm là nguyên thùng nguyên hộp như thế này để gửi đi cho 5 bác khách đặt hàng hôm nay. Đây mọi người có thể nhìn thấy nguyên siêu luôn. Nguyên siêu của nó này đang niêm phong này. Đấy, nguyên siêu niêm phong luôn. Thì năm cái con vang này Đặng Quảng gửi đi cho 5 bác khách thì có một bác khách là ở Thái Bình, một bác khách ở Thái Bình đã đặt, một bác khách là ở Quảng Ngãi, một bác khách là ở Hà Nội, ở Thanh Oai Hà Tây cũ Hà Nội, và một bác khách cũng ở Hà Nội nhưng mà ở khu Chợ Rời quận Hai Bà Trưng. Còn một cái nữa là một bác khách nữa ở Hà Nội nhưng mà ở Mỹ Đình, ở khu Mỹ Đình. Đấy, tức là có 3 bác khách là ở Hà Nội. 3 bác khách ở Hà Nội là đã đặt 3 cái vang này. Và 2 bác khách là ở tỉnh lẻ. Một bác ở miền Trung và một bác là ở miền Nam. À quên, một bác là ở Thái Bình là miền Bắc. Và một bác là ở Quảng Ngãi là miền Nam. Thì Đồng Hoàng cũng xin cảm ơn tất cả các bác khách là đã quan tâm theo dõi đặt hàng mua hàng chiếc vang số JBL KX180A hàng xịn này từ bên Đặng Quảng.
Đây là thông tin của động quả. Còn cái chiếc vang số X12 Pro của hãng JD này thì là của một bác khách là ở Đắk Lắk, ở trên Đắk Lắk, ở Đắk Lắk, ở khu Tây Nguyên đấy, đã đặt hàng cái chiếc vang này. Còn hai cái vang Guitin GS820 dòng Siso này thì là của một bác khách là ở Nghệ An và một bác khách là ở ở Long An, đấy, một bác khách là ở miền Trung và một bác khách ở mãi tít trong Nam. Đấy. Thì cái vang số Guitin GS820 này này và con vang số X12 Pro là hai cái con vang số có mức giá là dưới 4 triệu đồng. Có là hai cái mẫu vang số là thông dụng nhất và phổ thông nhất được bán nhiều nhất từ bên Đặng Quảng. Hai cái dòng vang này thì hầu như ngày nào Đặng Quảng cũng gửi đi vài đơn cho tất cả các bác khách. Đây là con X12 Pro này. Đấy. Đấy, đây là hai dòng vang số là có mức giá là dưới 4 triệu đồng. Con vang số X12 Pro của hãng JD xịn chính hãng này thì có giá là 3 triệu 8 nha mọi người. 3 triệu 8. Còn con vang số Guitin GS820 này, dòng Siso cao cấp này thì có cái giá là 3 triệu 9 nha mọi người. 3 triệu 9 bảo hành 2 năm nhé mọi người. Còn vang số JBL KX180A thì nó là phân khúc cao đắt đỏ hơn. Thì cái con này thì dành cho những các bác là có điều kiện kinh tế rồi thì có những các cái dàn loa chất lượng cao thì chơi nó thì rất là ok. Đấy. Con vang này hàng xịn chính hãng hiện tại quảng đã bán cho tất cả mọi người với giá là 6 triệu 700 ngàn đồng. 6 triệu 700 ngàn đồng. Chi tiết khuyến mại cũng như là phụ kiện cụ thể thì mọi người sẽ liên hệ vào cái số điện thoại cũng như số Zalo này của Đặng Quảng này để biết thêm cái cụ thể chi tiết hơn. Đấy, số điện thoại và số Zalo này, số Zalo của Đặng Quảng là số này nha mọi người. Mọi người chỉ cần add số Zalo này vào nhờ nhắn tin nhé, không mọi người đừng gửi kết bạn nhé. Gửi kết bạn ấy nó đầy là mọi người không kết bạn ở đâu, mọi người cứ nhắn tin là nó sang thôi. Mọi người cứ nhắn tin hỏi về bất cứ cái vang gì thì Đặng Quảng sẽ nhận được tin nhắn rồi Đặng Quảng sẽ trò chuyện với tất cả mọi người. Rồi sau đó Đặng Quảng sẽ chủ động kết bạn với tất cả mọi người. Còn mọi người mà gửi kết bạn là không kết bạn ở đâu vì nó đầy rồi, Đặng Quảng bán hàng nhiều năm cái số Zalo nó đầy rồi, Zalo nó chỉ có giới hạn được mấy nghìn người nên nó đầy nên là không thể kết bạn được. Rồi sau đó Đặng Quảng sẽ xóa bớt những ai đó mà nick nó bị bỏ rồi hỏng rồi không tương tác thì Đặng Quảng sẽ xóa đi rồi sẽ kết bạn với tất cả các bác mới. Còn hàng thì tất cả đều là hàng mới nguyên hộp chính hãng nha mọi người, và Đặng Quảng có rất nhiều nha mọi người, cho nên là mọi người yên tâm là Đặng Quảng bán hàng chuẩn chỉ và cung cấp hàng xịn cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì Đặng Quảng có cung cấp thêm chiếc dòng micro cao cấp đây mọi người. Đây là một thùng micro cao cấp này. Một thùng micro cao cấp của hãng JBL xịn này, JBL VM300. Trong mỗi thùng này thì nó có 6 bộ micro. Thì ngày hôm qua là ngày chủ nhật, thì Đặng Quảng có đi set up và lắp đặt cho một bác khách chơi một bộ dàn gồm vang JBL KX180A xịn và một chiếc mic này cùng với hệ thống dàn loa JBL và sub JBL. Thì trong ngày chủ nhật hôm qua là Đặng Quảng đã đi lắp đặt và setup cho bác khách đấy rồi. Thì sau cuối video này mọi người sẽ xem và tham khảo cái clip mà Đặng Quảng làm công trình hôm qua setup tại nhà bác chủ, bao gồm là vang JBL xịn, mic JBL xịn và dàn hệ thống dàn loa JBL rất là đẹp và rất là gọn gàng nhé. Mọi người sẽ đón xem ở cuối clip Đặng Quảng sẽ review ở cái đoạn ngày hôm qua Đặng Quảng đi lắp đặt và có quay lại. Còn còn bây giờ Đặng Quảng tiện thể là quay các cái sản phẩm cho tất cả mọi người được biết nó là như vậy. Và tất cả các bác khách hàng đã mua hàng của Đặng Quảng thì Đặng Quảng quay video lên đây hàng hóa cho tất cả các bác khách là yên tâm và như vậy. Còn thì những cái hàng này thì Đặng Quảng đều test và review giới thiệu rất nhiều rồi thì các bác khách là có thể vào xem lại các clip mà Đặng Quảng đã review và giới thiệu cho tất cả mọi người. Đấy, còn hàng thì đang là mới nguyên hộp như thế này, đấy thì hàng hóa thì có rất nhiều nha mọi người. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua những hàng xịn chất lượng cao từ bên Đặng Quảng thì có thể tham khảo cái kênh bán hàng từ bên Đặng Quảng để mua hàng hàng đảm bảo chuẩn chỉ và chính hãng cho tất cả mọi người. Riêng cái đồ JBL này, vang JBL này Đặng Quảng bao xịn, bao hàng xịn cho tất cả mọi người là xịn trọn đời. Mic cũng vậy là xịn trọn đời. Còn thì vấn đề setup thì mới là quan trọng. Thì những cái dòng vang với mic này thì cũng có rất nhiều anh em bán, giá thì nó cũng xem nhau thôi nha mọi người. Giá thì nó cũng xem nhau thôi. Tuy nhiên thì mỗi một người bán và mỗi một cửa hàng bán thì nó có một cái phong cách setup là nó khác nhau. Bởi vì vang số là nó có phải liên quan đến phần mềm mà setup mà. Thì mỗi một người bán là sẽ có một cái phong cách setup khác nhau. Còn mua hàng từ bên Đặng Quảng thì Đặng Quảng sẽ hỗ trợ setup sẵn cho tất cả mọi người là 5 chế độ đối với dòng vang JBL này, bao gồm là một chế độ nghe nhạc và 4 chế độ hát karaoke.
bao gồm là các chế độ ECHO thông dụng rồi ECHO dì vợt rồi dì vợt như là Quảng đã test trên các clip. Đấy, dòng vang X12 Pro hay dòng vang GD Guitin cũng vậy, cũng đều setup như vậy nhé mọi người. Đấy, thì các bác mà yêu thích cái phong cách setup từ bên Đặng Quảng thì có thể mua hàng ủng hộ cho Đặng Quảng. Còn thì hàng thì Đặng Quảng đảm bảo chuẩn chỉ cho tất cả mọi người là như vậy nhé. Và Đặng Quảng có rất nhiều hàng. Bởi vì hôm nay các bác đặt hàng rất là nhiều cho nên Đặng Quảng quay sơ qua và quay tạm tạm như vậy để cho mọi người nhận diện cái hàng hóa của mình. Còn hàng của từng người thì Đặng Quảng sẽ bóc từng cái một rồi sẽ đánh dấu rồi setup riêng cho từng người theo cái cấu hình mà mọi người đã gửi cho Đặng Quảng qua Zalo. Đấy, để của từng người. Bởi vì mỗi một người là chơi các hệ thống dàn loa khác nhau thì Đặng Quảng sẽ phối và setup cho từng bác rồi để riêng rồi sẽ gửi riêng cho từng người. Setup rất cẩn thận cho tất cả mọi người. Còn đây là cái số thông tin cũng như địa chỉ của Đặng Quảng. Thì các bác mà ở gần nhà Đặng Quảng ấy, ở Đặng Quảng là ở Việt Yên, Bắc Giang thì có thể đến trực tiếp tại nhà Đặng Quảng để xem hàng, thẩm âm và mua hàng trực tiếp tại nhà Đặng Quảng. Còn đối với tất cả các bác khách hàng mà ở xa không tới được nhà Đặng Quảng thì mua hàng những cái đồ này thì sẽ phải đặt cọc nhé mọi người. Ví dụ như con vang JBL KX180A này, nó là hàng mới nguyên thùng xịn như này thì các bác khách mua hàng thì vui lòng đặt cọc trước cho Đặng Quảng là 500 ngàn. Đặt cọc trước cho Đặng Quảng 500 ngàn để Đặng Quảng khui thùng rồi bóc siêu rồi setup gửi cho rồi mới setup rồi sau đó đóng gói an toàn gửi cho tất cả mọi người, gửi đến tận nhà cho tất cả mọi người, nhận hàng mọi người kiểm tra rồi trả nốt số tiền còn lại. Micro cũng vậy nhé, micro cũng vậy là mọi người mua phải đặt cọc 500 ngàn. Còn đối với vang số X12 Pro của hãng JD này này và con vang Guitin GS820 dòng CISO này thì mua thì các bác đặt cọc cho Đặng Quảng từ 300 tới 500 nhé, đặt cọc cho Đặng Quảng từ 300 tới 500 thì Đặng Quảng cũng khui thùng rồi setup rồi sau đó đóng gói an toàn cho tất cả mọi người. Đấy, các bác khách mà nào mà đã mua hàng của Đặng Quảng rồi nhận hàng rồi thì các bác đều khen là Đặng Quảng đóng hàng rất cẩn thận, rất rất chỉn chu và đóng hàng rất cẩn thận và rất đẹp và gửi đi cho tất cả các bác. Hầu hết các bác khách nhận hàng của Đặng Quảng đều rất hài lòng nhé. Chưa có bác khách nào là phản đối là Đặng Quảng gửi hàng là nó nọ kia cả, đóng hàng rất cẩn thận. Nhiều bác nhận hàng xong nhắn tin lại qua Zalo là đóng hàng cẩn thận, rất là cẩn thận và chu đáo. Thật ra cả một người Đặng Quảng bán những cái hàng này từ đầu năm nay đi rồi chưa có một đơn hàng nào bị bom cả. Đầu hay hầu hết là các bác khách tìm tới mua của Đặng Quảng là đều mua hàng nghiêm túc rồi thì là những người có hiểu biết rồi thì đã theo dõi Đặng Quảng rất lâu rồi. Đặng Quảng tự hào là bán hàng rất nhiều năm nhưng mà hầu như là không có đơn bị bom và không có bác nào là không mua cả. Tuy nhiên thì đây nó là hàng mới thì mọi người mua thì vẫn phải đặt cọc cho Đặng Quảng bởi vì thì nó là cái phương thức mua bán này mọi người ạ. Đặng Quảng mua hàng nhập những cái hàng này từ bên kia đem về thì còn phải chuyển tiền hết cho người ta rồi người ta mới gửi hàng về chứ cũng không có đặt cọc đâu mọi người ạ. Cho nên mua bán bây giờ nó là uy tín rồi mọi người, không phải là vớ vẩn. Bởi vì mọi người phải hiểu là để mà có những cái số vốn mà bỏ ra nhập những cái đồ này thì cái số vốn nó không phải là ít. Đấy, mà người có những cái số vốn để nhập được những cái hàng hóa như này thì người ta làm ăn là đàng hoàng nghiêm túc và đều là những cái hàng chính hãng thì người ta cũng làm ăn nghiêm túc mọi người ạ. Cho nên là không phải là mọi người nghĩ xấu là mua hàng trên mạng là lừa đảo nọ kia ABC là không có đâu. Thời buổi bây giờ thời buổi 4.0 rồi, tất cả mọi người kết nối với nhau là đều online từ xa cả. Đấy. Còn mua hàng trực tiếp hay mua hàng online thì đều có những thành phần xấu, có những người xấu rồi cũng có những cửa hàng lừa đảo rồi cũng có những cái cửa hàng uy tín, nó không thể là vơ đũa cả nắm được. Kể cả chúng ta đến tận nơi cửa hàng mua trực tiếp vẫn có những cái cửa hàng xấu tính, người ta bán hàng không tốt và có những cửa hàng thì rất là tốt. Đấy, kể cả đến tận nơi cũng vậy mà mua hàng online cũng vậy thì đều có người nọ người kia cả. Tuy nhiên mọi người mua hàng thì hãy theo dõi kỹ Đặng Quảng đi, theo dõi đăng ký Đặng Quảng vào trang Zalo theo dõi và trang Facebook của Đặng Quảng theo dõi này. Facebook của Đặng Quảng là Đặng Quảng nhá. Và mọi người theo dõi. Còn hoặc là theo dõi thêm trên cái kênh YouTube cũng như là các cái clip mà Đặng Quảng review, test và giới thiệu tất cả các sản phẩm. Đấy, các bác mà cứ theo dõi kênh của Đặng Quảng thì Đặng Quảng chỉ làm các sản phẩm chất lượng cao, không có hàng rẻ. Những cái loại mic mà hơn triệu mới hơn 2 triệu Đặng Quảng không có bán nhé mọi người. Và những cái vang số rồi vang cơ rồi lòng ngoằng mà hơn triệu mới hơn 2 triệu rồi những cái vang linh tinh là Đặng Quảng không có bán đâu nhé mọi người. Đặng Quảng chỉ hướng tới tất cả mọi người là chơi ở phân khúc cao thôi nhé, phân khúc cho tất cả mọi người là hay trở lên, hay và cao cấp trở lên. Đấy, cho nên là giá đối với bên Đặng Quảng thì đây là hai cái dòng vang số là có cái giá thấp nhất này, dưới 4 triệu đồng. Đấy, như Đặng Quảng đã nói cụ thể rồi, con này 39, con này 38 này là thấp nhất rồi, còn cao hơn nữa thì có JBL xịn thế thôi, còn Đặng Quảng cũng không có bán các cái vang linh tinh. Đấy. Đấy. Mọi người mà
có nhu cầu chơi thì có thể chơi, hay nếu điều kiện kinh tế mà chưa có cái nhiều thì có thể chơi hai con vang này cũng rất là ok rồi. Mọi người chơi 5 đến 6 năm cũng không cần phải nâng cấp là cũng rất là ok. Còn những bác nào thích hàng hiệu, thích chơi các thiết bị xịn của các hãng nổi tiếng thì có thể chơi con JBL này thì cũng rất là ok. Tuy nhiên thì cái giá của nó là nó còn khá cao, nó không phải là phân khúc bình dân nữa. Đấy. Những bộ mic này cũng vậy, bộ mic này có cái giá là 7 triệu đồng nha mọi người, cho nên nó không phải là cái phân khúc bình dân. Nó là phân khúc cao cấp rồi. Đấy, bộ mic JBL xịn của Harman này rất tuyệt, rất hay. Ghép với vang JBL rất hay. Tuy nhiên thì giá nó không phải là mức bình dân. À, còn mức bình dân thì Đồng Quảng vẫn bán cái micro của hãng JD, cái mã là JDM10 thì có cái giá là khoảng là 4 triệu đồng. Đấy là phân là mic không dây là bình dân nhé mọi người nhé. Còn mic không dây cao cấp thì Đồng Quảng vẫn bán là JBL xịn VM300 là 7 triệu đồng. Đấy thì Đồng Quảng nói thêm một chút như vậy để cho tất cả mọi người hiểu hơn về các sản phẩm mà Đồng Quảng bán. Bây giờ Đồng Quảng xin phép là quay một đoạn, nối tiếp một đoạn cái công trình ngày hôm qua ngày chủ nhật Đồng Quảng có đi lắp đặt cho một bác khách với một bộ dàn là hơn 60 triệu đồng, với một bộ dàn là hơn 60 triệu đồng, đồng bộ toàn là thiết bị JBL bao gồm vang JBL cách 180A hàng mới xịn và mic JBL VM300 và một cặp loa JBL liền công suất hàng mới bát 30 và một cái súp JBL cũng xịn bát 50. Rồi tất cả mọi người cùng theo dõi cái công trình clip. Trong ngày hôm qua Đặng Quảng đã lắp đặt cho một gia chủ là mới mới hoàn thành xong một ngôi nhà rất đẹp và đã đầu tư một cái thiết bị rất là xịn sò và cao cấp từ bên Đặng Quảng. Rồi Đặng Quảng xin cảm ơn và hẹn tất cả mọi người ở các clip khác. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. À, Đặng Quảng cũng xin rất vui là trong lúc mà Đặng Quảng quay video thì có một bác khách là đã gọi điện đến để đặt hàng cái thêm một cái vang X12 Pro nữa, nhưng mà lúc đấy Đặng Quảng đang quay video nên đã báo máy bận. Thì vừa rồi Đặng Quảng có stop cái vi cái máy quay rồi điện thoại thì bác khách ấy đã đặt hàng và đã chuyển cọc. Thì đây Đặng Quảng cũng 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 quay luôn là lại gửi thêm đi một cái X12 Pro JD cho một bác khách ở Nghệ An nữa, bác ấy vừa đặt cọc xong. Đấy, thì trong ngày hôm nay là Đặng Quảng rất vui mừng là có hai bác khách đặt hàng hai con vang Wuitin GS820 và hai bác khách là đặt hàng cái con vang X12 Pro của hãng JD và năm bác khách là mua con vang JBL KX180A. Đây, Đặng Quảng rất cảm ơn và rất vui là ngày thứ hai là ngày đầu tuần các bác khách đã ủng hộ rất nhiều tất cả các sản phẩm cao cấp từ bên Đặng Quảng. Đặng Quảng xin quay thêm một đoạn nữa để báo với bác khách vừa đặt hàng xong là thông tin hàng hóa là như vậy và xin cảm ơn. Trong ngày chủ nhật hôm nay Đặng Quảng sẽ đi lắp một dàn karaoke đồng bộ với các thiết bị JBL bao gồm là hệ thống loa JBL liền công suất, đây là loa full 30 JBL liền công suất, đây là cái quản lý nguồn để đóng tắt cho bộ dàn súp JBL liền công suất, mọi người có thể nhìn thấy loa và súp. Đây, chiếc loa 30 liền công suất này, loa JBL Aeon 612, loa rất là đẹp. Đây là sử dụng mic JBL VM300, mọi người có thể nhìn thấy bộ mic hàng mới nguyên hộp và chiếc vang JBL KX180A hàng mới xịn nguyên hộp. Toàn bộ hệ thống là đồng bộ JBL luôn. Bộ dàn sẽ được trực tiếp Đặng Quảng lắp đặt và setup. Mọi người có thể nhìn tổng quan các thiết bị của bộ dàn. Lần lát nữa Đặng Quảng setup xong, kết nối và setup xong sẽ quay video test cho tất cả mọi người cùng xem và tham khảo. Thank you.
Tình em đi lại đằng sau một cuộc tình em.